Mèo bắt rắn độc. Thơm quá. Có ai ngoài cửa thì phải. Ra là một con mèo hoang ướt nhẹt. Ôi trời ơi, là một con mèo hoang bẩn thỉu ư? Em đuổi nó đi đi. Nhưng ngoài trời mưa thế kia, anh lấy cho em cái khăn bông nhanh nào. Em sẽ tìm cho nó một chỗ ở nhà kho. Em đúng là bao đồng quá đấy. Nào, tối nay ở đây nhé. Đây, mày ăn đi, rồi ngủ ngon nha. Là một chú chuột nhắt. Sao nó lại ở đây thế này? Không sao đâu, để anh dọn đi. Nhưng sao tự nhiên lại có chuột chết ở cửa thế này chứ? Thì ra là con mèo hoang hôm qua. Lúc sáng á, em ra kiểm tra nhà kho không thấy nó. Em tưởng nó bỏ đi rồi. Đồ mèo hoang xấu xí, dám thả chuột chết về đây. Ngày hôm sau, chỉ mấy hôm nữa, những nụ này sẽ ra hoa đẹp phải biết. Ôi! Kìa, em có sao không? Con mèo này thật quá đáng. Nó định tha chuột chết về nhà mình đến khi nào nữa đây? Trời ơi, lại con mèo. Thế này thì sao mà ngủ nổi? Suốt ngày rồi cả đêm cũng bị làm phiền. Cứ tưởng được về vùng quê để hưởng cảnh thanh bình, mà không ngờ lại bị một con mèo hoang phá đám. Chắc nó cũng chỉ kêu vài tiếng rồi đi chỗ khác như hôm trước thôi. Mà không biết có điều gì bất thường không mới khiến nó như vậy. Em còn bên nó nữa hả? Mày phải gọi bên trung tâm cứu hộ động vật mang nó đi, chứ không thể để thế này được. Em vào rừng hái ít nấm để nấu bữa súp đã anh nha. Tiếng gì vậy nhỉ? Chắc con thú nào trong rừng thôi. Hôm nay có điều gì cứ khiến mình thấy bất an quá. Vâng, đúng là tôi gọi điện đến báo có mèo hoang gần nhà. Vâng, 5 phút nữa bên anh sẽ có người đến à. Vâng, cảm ơn. Con mèo hoang kia, mày lại gây chuyện gì thế hả? Mày sắp không còn làm phiền vợ chồng tao được nữa đâu. Phải nghĩ cách nhốt con mèo lại, thì chút nữa bên đội cứu hộ động vật đến đỡ mất thời gian. Không nó lẻn mất thì thật mất công. Phải lừa chụp được nó. Sao ở chân nó lại có máu chứ? Có chuyện gì sao? Mày muốn báo với tao điều gì à? Mary! Trời ơi, Mary, em làm sao thế này? Tỉnh dậy đi, Mary! Em tỉnh lại rồi. Chị thật may mắn vì không bị rắn hổ mang cắn đấy. Tất cả là nhờ chú mèo hoang này hết. Chú mèo hoang? Đúng vậy. Anh đang đợi người của trung tâm cứu hộ động vật đến, thì nó chạy về kêu giáo giác. Anh đã định bắt nhốt nó lại, nhưng thế nào lại chạy theo nó và tìm thấy em. Cũng phải công nhận chú mèo con này thật là dũng cảm. Nó dám một mình đấu lại rắn hổ mang luôn. Vậy chú mèo đâu rồi hả anh? Em yên tâm, nó vẫn ổn. Mình vì không hiểu mà lại trách nhầm nó rồi. Hóa ra sau vẻ bề ngoài xấu xí, nó lại có một trái tim thật ấm áp. Sự tích con tầm. Ngày xưa, có một người con gái tên là Tơ, nết na xinh đẹp ở đợi cho nhà phú ông. Cha mẹ mất sớm, cô Tơ phải đem thân đi ở hầu hạ và làm đủ việc cho nhà phú ông. Cô làm việc từ sáng tới tận đêm khuya. Công việc rất vất vả, nhưng bà chủ nhà ác nghiệt thường xuyên đánh đập cô.
có mỗi việc nấu cơm mà hôm cơm khê, hôm cơm khô. Tao bỏ tiền ra nuôi mày ăn mày ở từ nhỏ đấy nhé. Mà mày chỉ được cái báo cơm thôi à. Mai dậy sớm đi gặt ở cánh đồng giếng nghe chưa. Không thể chịu được sự hành hạ của bà chủ, một hôm từ tờ mờ sáng, nàng tơ phải bỏ trốn đi, chạy vào một khu rừng. Trong rừng âm u thế này, mình biết đi hướng nào đây? Nhưng thà chết vào miệng thú dữ còn hơn là quay về bị bà chủ hành hạ hàng ngày. Nàng tơ vì mệt lả mà ngất đi. Tỉnh dậy, nàng thấy mình đã nằm trong một hang động, rêu trải mềm mịn như nhung, cây trái xung quanh chín triểu cành. Con là ai? Từ đâu đến đây? Tại sao con lạc lõng một mình giữa rừng núi hoang vắng này? Thưa ông, con là thị tơ. Cha mẹ con mất sớm, nhà nghèo không có nổi manh áo để mặc. Con đi ở đợ cho nhà bà quá giàu có trong làng. Nhưng vì bị đánh đập hàng ngày nên con sợ quá đành phải bỏ trốn vào rừng thế này. Con trốn như vậy cũng phải. Thấy con đói lả nằm ngất giữa đường, lão đưa con về hang này ẩn náu. Giờ con cứ ở lại đây, có khi sẽ được yên thân hơn. Con đội ơn ông, ơn của ông chẳng khi nào con báo đáp được. Chẳng giấu gì con, ta chính là thần núi. Thấy con khốn khổ nên muốn giúp con. Con đừng lo ngại, nếu có việc gì cần đến lão, con cứ gọi. Ông Tiều ơi là lão đến ngay. Thuở đó, trên thiên đình có một vị quan độc ác, ham mê vui chơi. Một lần chán cảnh thiên đình, vị quan tìm cách trốn xuống trần gian để tìm niềm vui thú mới. Đang thông dong dưới chốn trần gian, vô tình vị quan bắt gặp nàng tơ một mình giữa rừng. Sao giữa rừng núi âm u này lại có một sơn nữ xinh đẹp như thế kia nhỉ? Ta phải bắt nàng làm vợ ta mới được. Ông là ai? Ông muốn gì? Ta chỉ muốn làm quen với nàng. Thấy nàng một mình nơi sơn cước hiểm độc nên muốn đưa nàng về làm vợ. Không được sao? Ta biết, con hãy bình tĩnh để ta nghĩ cách. Ông biết hắn ư? Hắn là ai? Sao lại hung hăng muốn bắt con? Hắn là vị quan trên thượng giới. Hắn rất tài giỏi nhưng lại vốn độc ác và ham chơi. Vị quan trên thiên đình ư? Con không quen biết hắn. Không thù không oán, sao hắn lại muốn bắt con? Hắn chán trên thượng giới nên đã trốn xuống trần gian để rong chơi. Chẳng may con lại bị rơi vào tầm mắt của hắn mất rồi. Hắn có nhiều phép cao siêu, có thể biến hóa khôn lường, lại là người thân tín của triều đình nên hắn rất tác quài tác quái. Vậy con biết phải làm sao đây, ông Tiều ơi? Hắn rất tàn ác, ta chỉ có thể che chở cho con bằng chính ngôi nhà rừng núi của mình thôi. Và chỉ còn cách con phải cẩn thận hơn cho đến lúc hắn quay về thiên đình. Dạ. Ta mà lại thua trí một sơn nữ sao? Nhất định ta phải bắt nàng cho kỳ được. Sơn nữ xinh đẹp, nàng không thể thoát khỏi tay ta đâu. Nhờ phép siêu phàm, vị quan đã tìm được nàng tơ. Hắn giăng một tấm lưới rộng lớn với những sợi chỉ nhỏ và chắc bao lấy người nàng tơ. Nàng không dè chừng nên bị mắc vào lưới. Thả ta ra! Xin hãy thả ta ra! Nàng cứ vùng vẫy đi, nàng không thể thoát khỏi tấm lưới thần của ta đâu. Hãy ngoan ngoãn thuộc về ta đi. Ngươi đừng có tiến đến. Thà chết chứ ta không thể chịu đựng sự nhục nhã thêm nữa. Hãy ngoan ngoãn làm vợ ta, ta sẽ không làm tổn hại đến nàng. Quá sợ hãi và ghê sợ vị quan thần tàn ác, nàng tơ cố lăn mình thoát thân, nhưng không may bị rơi xuống vực sâu. Tấm lưới thần và nàng tơ bỗng hóa thành con tằm. Vì quá oan khuất, hồn nàng thoát lên cùng những sợi tơ của con tằm giăng mắc ở ngọn cây dâu trong vườn ngự uyển của thiên đình. Trời ơi, ở đâu ra những sợi chỉ tơ đẹp thế này? Trông nó mới óng ánh, mềm dịu làm sao?
Nhưng người hãy xem này Ngọc Hoàng, mong manh là vậy mà nó dẻo chắc đến lạ thường. Thiếp chưa từng thấy sợi chỉ nào mềm dịu đẹp đẽ mà lại dẻo chắc như thế này cả. Thiếp mong được mặc một chiếc áo dệt bằng những sợi tơ vàng này, chắc sẽ đẹp lắm. Con vốn là oan hồn từ một nữ nhi tầm thường dưới hạ giới, chẳng may lọt vào mắt của một vị quan trên thiên đình có tấm lưới thần, khiến con thân tàn rơi xuống vực sâu. Thân xác con hóa thành con tầm mang theo những sợi tơ giăng lên vườn thượng uyển, chỉ với nguyện ước đem những sợi tơ này dệt thành quần áo cho muôn người. Ta đã nhân nhượng nhiều lần, không ngờ hắn lại thừa cơ tác quái tác quái xuống tận trần gian làm khổ bao người. Được, lần này ta phải trừng trị hắn thật thích đáng. Để thỏa mong ước của hoàng hậu, Ngọc Hoàng cho người thu gom tất cả những sợi tơ vàng trong vườn ngự uyển và dệt lại thành những tấm lụa vàng mềm dịu, bền chắc, rồi đem cắt may thành những tấm áo dài tuyệt đẹp. Cả triều thần đều sửng sốt ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tấm áo được may từ những sợi tơ mềm dịu, càng khiến cho nhan sắc của hoàng hậu tăng lên bội phần. Ngọc Hoàng còn cho phép lan truyền nghề trồng dâu nuôi tầm xuống tận hạ giới để đáp lại nguyện vọng thiết tha của cô gái quê mùa thị tơ, và nghề trồng dâu nuôi tầm bắt đầu nảy nở từ đó. Yết Kiêu. Ngày xưa, ở làng Hạ Bì thuộc nước Nam ta, có người đàn ông sức vóc hơn người tên là Yết Kiêu, làm nghề đánh cá. Hai con trâu kia lạ quá, hình như là trâu biển. Trời, cứ hút nhau găng thế này thì sẽ có con phải bỏ mạng mất. Nào, dừng lại nào. Trời, có lẽ nào lại là trâu thần của biển? Là lông đuôi của trâu thần ư? Chắc hẳn lông của nó cũng sẽ có tác dụng phi thường. Kỳ lạ thay, sau khi nhuốc nhúm lông đuôi của trâu thần, sức khỏe của Yết Kiêu càng vượt trội hơn. Không một ai dám đương địch. Đặc biệt, ông có thêm khả năng bơi lặn phi thường, xuống biển bắt cá như đi trên đất liền. Có thể lặn sâu dưới biển hàng ngày trời không cần ngoi lên khỏi mặt nước. Sau đó, ít lâu, có quân giặc ở nước ngoài sang cướp nước Nam. Chúng cho 100 chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh vây bọc, bắt tất cả thuyền bè, đốt phá chài lưới. Nhà vua đã đích thân cầm quân đi đánh giặc, nhưng địch quá đông và hung hãn nên người phải lui binh. Thế nước đang lâm nguy, giờ là lúc toàn dân phải đồng lòng đánh giặc ngoại xâm. Ta tin trong thiên hạ ắt có người tài, hãy truyền lệnh ta, bất cứ ai có cách gì lui được giặc dữ hãy đến gặp ta. Trung thần xin tuân lệnh. Lũ giặc tàn ác, nhất định phải thoái lui, ta sẽ liều mình với chúng một phen. Thưa bệ hạ, Yết Kiêu tôi tuy tài hèn sức yếu, nhưng cũng quyết cho quân giặc ác độc ấy vào bụng cá. Khanh là Yết Kiêu ở làng Hạ Bì, có thể lặn biển cả tuần không lên đó ư? Thưa bệ hạ, chính tôi đây. Khanh cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền bè để đối phó với giặc? Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng có thể đương được với chúng nó. Tâu bệ hạ, chỉ một mình ngài Yết Kiêu chỉ e là quá liều lĩnh. Đúng vậy thưa bệ hạ, quân địch lại đông và hiếu chiến như vậy. Thưa bệ hạ và các bá quan, tôi tin ở khả năng của mình, nhất định có thể đẩy lùi quân giặc. Được lắm, ta phong cho Khanh làm đô thống, cầm thủy quân đánh giặc. Đa tạ bệ hạ, tôi xin dốc hết sức mình. Như lời đã nói với vua, chỉ một mình Yết Kiêu cũng có thể đối phó với giặc. Đến biển Vạn Ninh, ông cho quân sĩ nghỉ ngơi, chỉ bảo họ sắm cho mình một cái khoang, một cái búa. Để xem chúng bay sẽ thoát chết bằng cách nào. Ôi, sao tự nhiên nước tràn vào thuyền nhiều thế này? Bào thoát thân không chìm tàu bây giờ. Thưa ngài, thuyền ta đã đắm hơn 20 chiếc, gần như cùng lúc không rõ nguyên nhân, tất cả đang hoảng loạn ngoài kia. Mau phái những tình lính có thể bơi lặn xuống nước, dò thám ngay cho ta. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tàu tướng quân, kẻ đục tàu là một người sức vóc to lớn, đặc biệt có thể đi lại dưới đáy biển như không. Hắn khỏe vô cùng, chúng thần vừa đến gần đã bị đánh gục. Mấy tên vô tích sự, có một đứa nhãi nhép mà bắt về không nổi. Cũng khá khen cho nó có tài lặn biển hiếm thấy. Giờ thì đã đến lúc bắt sống nó, đem vó sắt xuống. Lính giặc đem vó sắt, nhưng lúc Yết Kiêu đang mãi đục một chiếc tàu, buông xuống chụp lấy ông, nhờ thế chúng bắt sống được Yết Kiêu. Nhà ngươi to gan lớn mật lắm, mau trả lời ta cho thành thực. Trong nước ngươi, những người lặn được như ngươi có mấy người? Không kể những người đi lại dưới nước cả tháng không lên, còn như hạng ta thì 100 chiếc tàu của chúng bay cũng không thể chở hết. Đi lại dưới nước cả tháng? Nhà ngươi nói láo. Tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng hiện giờ dưới đáy biển kia, hết lớp này xuống lại lớp kia lên, không mấy khi vắng người.
Ngươi muốn sống thì phải đưa chúng ta đi bắt, sẽ có hậu thưởng cho ngươi, bằng không thì đừng hòng thoát chết. Nào, chọn đi. Tất nhiên ta không muốn chết, theo ta, ta chỉ cho. Mau điều tàu nhỏ cho nó xuống, cùng với 10 lính ta dò ngươi, mang theo cả phó sắc luôn, nhanh lên. Giặc ngoại xâm bị đẩy lui, biển Vạn Ninh trở lại nhịp sống thanh bình. Dân chúng mãi mãi không quên công lao dẹp giặc của người anh hùng Yết Kiêu. Khanh đã lập công lớn với đất nước, một mình đánh lùi giặc ngoại xâm. Giờ đất nước đã yên ổn, nhưng quân giặc hẳn chưa thôi dọn ngó. Thay ta ban cho Khanh chức đại tướng quân, thống lĩnh toàn bộ thủy binh. Đa tạ sự tin tưởng của bệ hạ, thần xin dốc hết sức mình đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đất nước ta. Đại tướng quân muôn năm. Giặc ngoại xâm bị đẩy lui, biển Vạn Ninh trở lại nhịp sống thanh bình. Dân chúng mãi mãi không quên công lao dẹp giặc của người anh hùng Yết Kiêu. Sau khi ông mất, mọi người nhớ ơn lập đền thờ ông ở cửa Vạn Ninh và ở nhiều cửa biển khác. Sự tích con chẩu chàng. Ngày xưa, tại một khu làng nọ, có hai anh em Kha và Trượt. Mẹ mất sớm, không lâu sau cha cũng qua đời. Hai anh em vất vả sống cùng nhau. Ôi, anh chán lắm rồi đấy, không muốn cố thêm nữa. Đất đai thì khô cằn, làm vất vả thế này bao giờ cho được miếng mà ăn. Anh phải đi tìm vùng đất giàu có để hưởng thụ cuộc sống sung sướng đây. Em có đi cùng anh không? Anh nhất định muốn xa quê hương vậy sao? Bao lâu nay dù nghèo khó, dân làng nơi đây vẫn sống được mà anh. Giờ cha mất rồi, chúng ta có hai anh em phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nếu anh đi, em sẽ đi cùng anh. Vừa lạnh lại vừa mệt, cứ thế này chắc chúng ta không đi nổi đâu anh. Hay là mình quay về bản đi. Quay về là quay về thế nào? Anh tin chắc những nơi khác sẽ giàu có và sung túc, chứ chẳng nghèo khổ như ở bản ta đâu. Đây, em nhìn đi, cha mất chỉ để lại cho chúng ta một con dao cùn, chẳng được tích sự gì. Anh uống nước đi cho đỡ mệt. Dù là vậy, nhưng em vẫn thấy bông lung lắm. Chẳng có điều gì chắc chắn rằng có một nơi rất giàu có ngoài những câu chuyện mà cha đã kể. Vậy chi bằng chúng ta cứ ở lại bản đốn củi, làm nương sống qua ngày đi. Đừng có bà lải nhải nữa, chúng ta vẫn sẽ đi tìm một vùng đất mới giàu có. Khi ấy chúng ta sẽ chẳng cần làm gì mà vẫn được sống sung sướng. Giờ chỉ còn lại ngần này cơm thôi. Nếu cứ để chú ấy đi cùng, chỗ cơm này sẽ phải san sẻ cho hai người. Thế thì làm sao mà đủ được cho tới khi tìm ra vùng đất giàu có chứ. Anh xem kìa, làm thế nào mà khúc gỗ cứ lơ lửng vậy mà không rơi? Chắc khúc gỗ này chính là nơi ngăn cách giữa nơi giàu có và nơi nghèo khổ. Qua bên kia khúc gỗ chính là vùng đất giàu có đó. Sao anh cứ mãi tin vào điều viển vông ấy? Chính điều đó đã làm cho anh mờ mắt rồi. Em chỉ mong đến vùng đất mới, anh em ta có việc để làm thôi. Em đau bụng quá. Anh chờ em một chút nha. Chắc là do em uống nhiều nước suối quá đấy. Kỳ lạ thay, khi người anh muốn bước qua thì khúc gỗ ấy bất chợt vọt lên cao. Khi người anh muốn chui qua thì khúc gỗ lại đột ngột sập xuống đất. Em ổn rồi. Chúng ta đi thôi anh. Em chui qua trước đi. Em chui phía dưới đó. Cho chú ấy bẹp xuống đó. Mình vừa qua được đường, hãy đỡ một người ăn chỗ cơm còn lại. Đi theo chẳng được cái tích sự gì. Anh ơi, cứu em ơi. Anh ơi, cứu em. Đừng bỏ em lại một mình mà anh ơi. Anh dừng lại đi. Sao anh ấy lại làm thế chứ? Sao anh lại bỏ mặt mình? Chúng ta chỉ có hai anh em thôi mà. Một
Một quái này lại bắt nạt mọi người nữa rồi. Lần này tao quyết tâm không tha cho ngươi. Chào anh, tôi là công chúa Thủy Tề. Ngang qua đây thấy sự bất bình nên giúp anh. Đây là loài cây có thể chữa lành mọi vết thương và làm cho người chết sống lại. Anh hãy mau ăn nó đi. Anh có cảm thấy trong cơ thể mình dần hết đau không? Ôi, mọi đau đớn trong tôi đã tan biến. Xin đa tạ cô đã cứu mạng cho tôi. Ơn này suốt đời tôi xin ghi nhớ. Thôi thôi, anh hãy cầm chỗ lá cây này và mau đi đi. Xin đội ơn công chúa Thủy Tề. Ơn này tôi ghi nhớ suốt đời. Nếu có dịp, tôi sẽ báo đáp. Xin cô hãy bảo trọng. Người không ngờ là ta lại hồi phục nhanh đến thế phải không? Ngờ ngươi chừa cái tội lo chuyện báo đồng đi. Ta đến nơi khác hành hành đây, vĩnh biệt ngươi. Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ra! Người anh sau khi bỏ em ra đi thì chợt nhận ra rằng chẳng có mảnh đất nào có toàn người giàu có. Anh ta thất thiểu quay trở lại tìm em. Cổ quái quỷ ấy đâu rồi? Chú ấy cũng biết mất đâu rồi. Có ai không? Cứu tôi với! Chờ một chút, tôi đang cố gắng đây. Một cô gái xinh đẹp. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi chính là công chúa Thủy Tề, bị con mộc quái nhốt vào đây. Giờ anh muốn gì? Tôi xin đền đáp. Tôi nghĩ thủy cung của tôi không thiếu thứ gì, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Trời ơi, đúng là ta một bước đổi đời rồi. Gặp ngay được công chúa Thủy Tề. Chẳng phải là nếu ta có được cô ấy thì sẽ có được toàn bộ kho báu với thủy cung hay sao? Từ khi cô bước ra từ hốc cây là ta biết ta đã say đắm trước vẻ đẹp của cô. Nếu cô không từ chối, có thể cho ta kết duyên cùng cô không? Anh chỉ là thích sắc đẹp của tôi. Vậy nếu sau này gặp một người con gái xinh đẹp hơn thì anh có bỏ tôi không? Ôi, không không, không bao giờ tôi thay lòng đổi dạ đâu. Cô hãy tin tôi. Được, tôi đã nói là chấp thuận mọi đề nghị của anh. Tôi phải giữ chữ tín. Anh hãy chờ tôi một lát, tôi về xin phép cha rồi đón anh xuống thủy cung. Nhưng tôi nói trước, nếu anh phản bội công chúa thủy cung, anh sẽ phải chịu hình phạt rất khủng khiếp đó. Được được, tôi chấp nhận mà. Sao mà cô ta đi lâu thế? Ôi, lại là một cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp gấp bội phần công chúa Thủy Tề. Tôi là tiên nữ trên trời. Từ trên cao tôi đã được thấy hết mọi chuyện và biết anh vẫn đang chờ cô gái ấy. Tôi rất quý điều đó. Chi bằng anh có muốn theo tôi? Không không, tôi đã đồng ý xuống thủy cung sống cuộc đời sung sướng rồi. Anh thật là ngốc nghếch. Anh là người trần sống dưới nước sao được chứ? Ở trên trời anh cũng sẽ hưởng vinh hoa phú quý mà. Phải rồi, đâu cũng là nơi giàu có và sung sướng. Sống ở trên trời chẳng phải vẫn hơn ở dưới nước sao? Vậy thì cho tôi lên trốn tiên cùng cô đi. Cô là... Ta đã nhận ra sự tham lam và tráo trở của ngươi ngay từ đầu. Chỉ là ta muốn xác nhận lại điều đó thêm một lần nữa. Và đúng như những gì ta đã thấy, khi trở về thủy cung, xem lại tấm gương ký ức về ngươi, ta còn biết ngươi đã thật độc ác khi hại người em của mình. Một kẻ như ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Đừng đừng, xin hãy tha cho ta đi. Công chúa Thủy Tề đã trừng phạt người anh bằng việc biến anh ta thành con chậu chàng. Trượt, 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 trượt. Người em sau khi có nắm lá cứu người đã cứu sống con gái của một trưởng giả giàu có và kết thành vợ chồng. Nhớ thương anh trai của mình, cả hai vợ chồng đi tìm người anh khắp nơi mà vẫn không thấy.
cuối cùng được công chúa Thủy Tề báo tin, họ đã tìm về khu rừng. Anh ơi, em đã đi tìm anh ở khắp nơi, ngờ đâu anh lại đến nông nỗi này. Vậy là cuối cùng người em đã được hưởng một cuộc đời hạnh phúc, còn người anh tham lam và độc ác đã biến thành con chẩu chàng. Vì cảm thấy vô cùng có lỗi và day dứt vì những điều mình đã làm, sau này loài chẩu chàng luôn cất tiếng kêu gọi tên người em. Trượt, trượt là vì thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.